bán đất ở đâu thì quay ở đó, đừng quay một nơi rồi dẫn đi một nơi khác. Hoặc là nói về giá thì nói cho đúng giá, đừng nói là giá này rồi lên xem thực tế là giá khác. Riêng Tôn bán đất ở đâu Tôn sẽ quay ở đó. Ngày hôm nay Tôn sẽ lên cho anh chị 10 mét mặt tiền quốc lộ 14, kinh doanh buôn bán được ngay. Chủ đang cần tiền ra nhanh, giá chỉ có 280 triệu mét ngang thôi nha. Đây là mặt tiền quốc lộ 14 này, trục chính của thị xã Trấn Thành. Đây là con đường trung tâm kết nối thị xã Trấn Thành về Đồng Xoài và lên các tỉnh Tây Nguyên. Xe gồ lưu thông nhộn nhịp này, đây là kinh doanh buôn bán được ngay. Đó, xung quanh mình là bán quán phở này, rồi vật liệu xây dựng, quán cà phê. À, mọi người thấy cái lượng giao thông ở khu vực này là đông đúc nha, kinh doanh buôn bán được ngay. Đặc biệt là vị trí mình là cách trường mầm non Hoa Hồng và trường cấp 1 Minh Thắng là chỉ có 300 mét nha. Đây là khu vực trung tâm, đây đất của mình nằm đấy nha, chính xác nha. Ngang 10 dài vào 39, sổ sẵn có 200 mét thổ cư là hai sổ riêng nha. Hiện tại thì người ta đang trồng khoai mì, chưa làm mặt bằng. Chỗ này mà mình mà làm mặt bằng cực đẹp nha, kinh doanh buôn bán được ngay. Chủ đang cần tiền ra nhanh, giá chỉ có 208 mét ngang, cực kỳ rẻ nha. Anh chị mà quan tâm vị trí này, mua kinh doanh buôn bán, mua đầu tư thì nhanh tay gọi cho Tôn để sở hữu nha.